Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh của Bê Quỳ Thành. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một nô tỳ mới của mình. Tèn tèn tèn. Trời ơi bão tắp về, mưa sơ. Dê. Ui, cái ca nó thấp hơn mặt á. Ngồi xuống. Ui dồi ôi, tôi năm nay hơn 20 tuổi đâu rồi, tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả các bạn ạ. Dù bổn cung có thất sủng, chức vị vẫn cao hơn người. Em là nô tỳ mà sao đánh anh? Không phải nô tỳ, đây là hoàng hậu nương nương. Đấy, to như thế này em ạ. Thôi ông ơi, hôm nay mình đi chơi game chứ mình không phải là đi diễn phim với cả diễn tuồng nha. À vậy à? Tại vì mấy hôm nay ốc xem phim cung đấu hơi nhiều nên hơi bị nhiễm phim các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, anh quá mệt mỏi luôn đấy. Thế hôm nay chơi game gì? Hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa game đang rất hot, đó chính là Đo. Ừ, tên nô tài nhà ngươi không phải là đi game đấy, là game đi mở cửa đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ thoát khỏi 100 cánh cửa trong game Đo Roblox nha các bạn. Rồi, và bây giờ hãy cùng hoàng hậu ốc và nô tài Bê Quỳ Thành. Nô tài cái gì? Hoàng thượng Bê Quỳ Thành nha. Ồ, nếu thế hoàng thượng, không phải hoàng thượng Bê Quỳ Thành, anh chỉ là thái giám công công Bê Quỳ Thành thôi. Không được các bạn ơi, thôi anh không làm gì hết, ốc đi và chơi một mình đi. Anh sẽ đi chơi game Đo trong Roblox và anh sẽ cố gắng vượt qua 100 cánh cửa. Hy vọng là anh có thể thực hiện được cái thử thách này. Thế và này, nhưng mà em bảo nên đi qua 100 cánh cửa thì rồi đi đến đâu? Đi vào lòng đất à? Thắng game, hết game, ok. Rồi, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ anh Minh Thành và chị Ốc làm thân nhân video mới. Còn bây giờ, em ra chỗ khác đi, để anh chơi game. Tên nô tài nhà ngươi. Em đừng mặc thế này. Đang chết con tên nô tài nhà ngươi. Vào chơi luôn nha các bạn. Ok, chạy đâu đấy. Này, em thấy game này hình như hot lắm, có tận 10 triệu người chơi. Game này đang rất là hot trên mạng. Không biết là hôm nay Minh Thành sẽ vượt qua được bao nhiêu cánh cửa đi nhờ các bạn nhỉ? Ừ. Ở đây họ cho mình một vài cái cảnh báo nha các bạn. Tựa game này thì có những hình ảnh chớp chớp nhấp nháy và có những cái lúc jump scare giật mình, nên là nó sẽ không dành cho những bạn nào có một cái trái tim yếu đuối nha các bạn. Yếu đuối nha các bạn. Và game này thì phụ thuộc khá là nhiều vào cái phần âm thanh, thế nên là người ta khuyến cáo các bạn nên đeo tai nghe khi chơi game. Nhưng mà đối với bọn mình thì bọn mình cho rằng nếu như các bạn đã không sợ thì các bạn cứ bật max volume lên cho cả nhà cùng nghe, để cả nhà cùng sợ cho nó vui nhá. Còn cái tựa game này thì vẫn đang trong, hình như là đang có quá trình thử nghiệm thôi, và sẽ có một vài sự thay đổi trong một cái thời gian tới nha. Rồi, vào chơi luôn đi. À, chơi luôn. Rồi, wow, nhiều người chơi thật. Đấy, vừa vào phát thấy cả một binh đoàn đứng đây luôn. Ui, có anh da đen đeo kính thung lan sau ngầu đét Thành ơi. Anh, nó là con chó à? Con mèo. Mèo. Hoàng thượng. À, đây có những cánh cửa này, cánh cửa này có một người chơi, đây có hai người chơi, ba người, bốn người nè. Cái này nếu mà hơi đáng sợ thì mình vào phòng đông đông tí đi. Mình thử vào phòng này đi. Ôi. 1/4. Hả? Tức là có một mình à? Ủa alo, mình đang tìm bạn chơi mà, không ai chơi mình à? À, đây trong thang máy. Người ta đang dẫn mình đi cái nơi nào đấy các bạn. 1/2. Tức là đợi thêm một người nữa. Đang đợi các bạn ạ. Hy vọng là đồng đội của ta không phải là một đứa đồng đội ngu. Có ai ở đây không? Úi mà là xì bùa, đừng cho tôi những một người đồng đội ngu. Rồi nó không cho đồng đội luôn đi chứ đồng đội ngu gì rồi sao? Rồi, sẽ chơi một mình nha các bạn. Bảo chơi bốn người cuối cùng vẫn một mình đi vào đây các bạn ạ. Mình thấy đây giống như kiểu một khách sạn các bạn ơi. Cốt truyện đây là một cái khách sạn bị ma ám đó các bạn. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là vượt qua 100 cánh cửa và rời khỏi cái này. Ok. Ngoài trời đang mưa rất lớn. Mấy cánh cửa này không có mở được các bạn. Đấy là thang máy mà anh. Đây có cánh cửa này, cánh cửa đầu tiên nhưng mà nó bị khóa mất tiêu rồi. Chúng ta cần một cái chìa khóa. Chìa khóa ở đâu? Chúng ta cần phải tìm chìa khóa nha. Trên bàn có không? Gì? À, cái này để gọi người lễ tân. Bấm chuông. Keng keng keng. Rồi sao không thấy chìa khóa đâu luôn. Không, từ tìm trong quầy lễ tân đi. À kia, trên tầng. Thấy luôn nè. Trên tường, nhầm phải trên tầng. Dễ ở game này dễ đấy. Anh có gì mà khó? À, mình phải nhặt xu à? Đúng rồi. Đây là những cái giấy tờ của bộ phận lễ tân. Rồi, chúng ta đi qua cửa đấy các bạn đây. Mở cửa. Rồi, cánh cửa đầu tiên đã vượt qua một cách dễ dàng. Cánh cửa số 2 kia luôn kìa. Thế thì mình lại mở luôn cánh cửa số 2. Lại còn không có khóa nữa chứ. Cánh cửa này chúng ta đi qua được luôn. Đây là sảnh, không phải sảnh mà là hành lang của các phòng khách sạn à? Đúng rồi đấy. Và chúng ta có thể mở những cái ngăn tủ để kiếm được vàng và những cái vật dụng để giúp chúng ta có thể đi ở những cái cánh cửa tiếp thuận lợi hơn. Đây trốn được à? Chỗ này là chỗ trốn. Ok, hiểu rồi. Và
vẫn phải cần chìa khóa, chắc là chìa khóa trong phòng này đó. Đúng rồi. Ôi, trên ghế luôn các đây, bạn đây, ạ. Đây, đây, đây. Mình đi qua mình lấy được cái chìa khóa mà mình còn không biết mình lấy được chìa khóa luôn. Đồ ngu. Đấy. Game là dễ thôi, cửa số 3 rồi. Cửa thứ 3. Mở cửa. Trong những ngăn kéo này lại có đồ hả? Đúng rồi, chúng ta sẽ cố gắng lụm được nhiều cái đồ mà có thể giúp được mình. Thế lấy đâu? Cây bút chì đi. À, cây bút chì như không lấy được. Ui, khách sạn này rộng thật sự luôn đấy các bạn ạ. Mỗi khu lại có cái sự trang trí khác nhau. Và mỗi lần chúng ta đi thì chúng ta sẽ đến một cái sảnh bất kỳ đó các bạn. Nó không giống như kiểu là lần nào chơi cũng giống nhau đâu. Với lại mình chỉ tính những cái cánh cửa mà mình đánh số thôi. Còn những cánh cửa không đánh số mình cũng không tính đúng không? Đúng rồi. Ô, có bật lửa đấy. Bật lửa à? Anh định đốt khách sạn. À bây giờ mình đốt khách sạn phát là mình nghỉ chơi game luôn. Không còn game để chơi nữa. Nhưng mà không đốt được. Chứ đốt được anh đốt luôn. Ồ. Quái vật đây chết hết luôn. Hình như bật lửa là chúng ta sẽ sử dụng khi mà có vài kia hành lang hay là chỗ nó bị tối đó. À. Ui, bức thư. Bức thư không lấy được, không lấy được. À đấy à. Ui, vàng ấy, vàng này thì lượt chơi sau chúng ta thể mua được đồ đó các bạn. Wow. Đó. Đây, chìa khóa đây rồi các bạn ạ. Rồi, cuối cùng đã thấy chìa khóa rồi. Ôi rồi, cứ tìm mãi, hóa ra nó ở cái tủ ngay cạnh cửa này các bạn. Mình rút kinh nghiệm là mình sẽ tìm ở những cái khu vực xung quanh cánh cửa. Không phải đâu, nó hiện ở bất kỳ một cái chỗ nào đấy, không thể biết trước được. Ví dụ có thể có lúc thì nó ở trong phòng, có lúc thì nó ở trong ngăn tủ đó. Hiểu không? Ừ. Là mình cứ phải tìm hết. Cánh cửa số 8. Số 8 rồi, chưa thấy con quái vật nào mà. Sao mọi người bảo là ở đây nhiều quái vật lắm. Cánh cửa số 9. Ui, nhiều cửa thế. Này còn có cả máy. Ồ, đây rồi, chìa khóa đây rồi các bạn ơi. Thấy chìa khóa rồi. Rồi. Mình đi ngược rồi, bên này mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cửa. Đấy. Cánh cửa thứ mấy rồi? 10 à? Ừ. Giờ mới đi được 10 cánh cửa. 1 phần 10 chắc đường. 1 phần 10 cánh đường. 11. Ok. Bức thư này. Không có gì. Toàn bút chì không? Ui, đèn chớp chớp. Đèn chớp chớp có phải sao có quái vật không? Quái vật đó các bạn ơi. Trời tối rồi, à không phải trời tối, mất điện. Rồi xong. Nó vừa đi qua đây đó các bạn thấy không? Ừ. Nhưng mình không thấy được hình dáng cụ thể của nó, mình chỉ biết nó vừa xoẹt qua thôi. Ghê thật đấy, anh cứ tập trung chơi đi các bạn ạ. Dưới này là hầm để rượu. Đúng rồi, hầm rượu. Đó, đây. Đây rồi, đây. Công tắc này. Bật đèn. Không phải, nó là cái công tắc để mở cửa chỗ này này. Đó, thấy không? Ui, đỉnh vậy. Lúc đấy là nó đóng cái này không cho mình đi qua, mình phải đi đây đấy, kéo cái cần gạt để xuống thì chúng ta mới đi được cánh cửa tiếp theo này các bạn. Ui, hầm chớp đùng đùng, phòng này như kiểu một phòng họp ấy các bạn ạ. Ừ, phòng này anh biết rồi. Chúng ta sẽ đổi vị trí của những bức tranh này làm sao cho nó hợp lý các bạn. Một cái này một hình tròn ở đâu, hình bầu dục à? Ừ, thì phải để vào hình bầu dục à? Đúng rồi, đây, hình bầu dục, đó. Còn bức tranh này là bức tranh dài đúng không? Ừ, đúng không? Cái này là vuông, còn cái bên này nữa là chữ nhật. Đấy. Ok. Và khi đó sẽ mở cho chúng ta cánh cửa giấu đằng sau cái bếp lò. Quá đỉnh luôn các bạn. Đấy, ơi. Anh cũng có tìm hiểu qua một chút để có biết cách chơi, không vào đây bị ăn hành à, đúng không các bạn? Đúng. Đấy. Đi vào đây. Ui. Hành lang này toàn sách các bạn ơi. Ừ, cứ đi. Dạo này nó không bắt mình tìm chìa khóa nữa ta. Hơi. Tủ sách vừa bị đổ luôn đấy các bạn ơi. Ờ, một thế lực nào đấy đã làm đổ cái tủ đấy. Ừ. Thế lực hắc ám à? Không biết nữa, thôi. Bên kia có cái tủ kìa. Ờ, tủ. Có đồ gì không? Có gì tiền chứ còn gì? Còn tiền nữa các bạn. Ừ, có tiền thì sướng quá. Cái gì gõ cửa đấy? Ai gõ cửa ấy, mở cửa ra xem ừ. Ai. Ôi. Bật bếp lửa, à nhầm, bật lửa lên. Đó, mình có cái bật lửa. Tối qua chờ thấy cái gì các bạn. Đây rồi, đây. À, đây, có 19, ui, rồi. Ui, tiếng gì ấy? Ui, có quái vật đấy. Ui, dồi ôi, biết ngay. Thấy cái nó màu đen nhưng mà cái hàm răng nó màu trắng đó.
Con này như là tên nó là rớt sao anh không biết. Rớt luôn á. Rớt là tơi tia sét. Đi siêu nhanh luôn các bạn ạ. Mình nghe thấy âm thanh của nó là đến phát là mình phải chạy luôn các bạn. Không là xin là xin vĩnh biệt ốc ấy. Được rồi, được rồi. Ngoài trời đang mưa rất to luôn. 21. Ui, lại phải bật. Gì đấy? Tối chưa nhìn thấy cái gì đâu. Ui, cái gì xịp xịp. Ui. Ui, cái gì đây? Cái gì đây? Hiểu rồi các bạn ơi. Nếu mà chúng ta nghe thấy âm thanh đấy thì chúng ta phải làm... Tắt đèn đi à? Đây, cánh cửa bên này. Rồi sao? Gì đây? Cái gì? Ủa, chết rồi, hết ga rồi. Hết ga rồi các bạn ơi. Mày đánh chữ kìa, mày đánh chữ có thể làm được gì? Có cái bật lửa, có cái bật lửa rồi các bạn ạ. Ok, bật lửa mới đi nha. Đi. Trời ơi. Vừa bị con kia nó giật hết cả mình lên. Nhưng mà dọa một lần. Đấy, thấy mặt mày rồi nha. Dọa một lần mà không chết à? À, anh hiểu rồi. Đấy, nghe tiếng là mình phải nhìn thẳng vào mặt con đấy, đừng để cho nó dọa. Hiểu. Nó bị tiếng nó pis. Mình phải chấp nhận để nó dọa, để nó không dùng cái đuôi quật vào người mình. Nếu mà mình không nhìn vào mặt nó sẽ làm mình mất máu ấy. Này, thanh máu của mình này, mình mà mất hết máu là mình bị chết đó các bạn. Cánh cửa này không mở được, nó đâu có tay nắm đâu. Cửa làm cho đẹp chứ không mở được. Đúng rồi. Cửa pha ke đó các bạn. 24 rồi. Đây rồi, chìa khóa đây rồi. Cánh cửa số 25 à? 25. Đây. Ok. Đi luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ không chần chừ nữa. Được 1/4 cái chặng đường rồi các bạn ơi. Còn khá nhiều cánh cửa đấy. Hình như càng về sau càng khó. Ok. 26. 27 luôn. 27 luôn. Đi lên các bạn ơi. Phải đi lên. Cái kia nó bị chặn rồi. Wow, cuối cùng thấy được đi lên cầu thang rồi. Có vẻ mình đang đi lên trên cao. 28. Ok, mở ra. Phòng kho hả? Cửa 29. Ôi. Lên cao ấy. Ôi, cảm giác đi lên trên đường. cao thật. Ôi các bạn ơi. Đèn chớp. Đi luôn. Chỗ này chỉ có chỗ nóng thôi các bạn ạ. Đấy. Ui. Mình đã bị chết bởi rút. Rút là con gì? Chính là cái con mà lúc nãy nó chạy đi qua đấy. Nó pít đấy á? Không, cái con mà xèo đi qua đấy. Hãy chú ý bất kỳ manh mối nào, những cái đấy có thể giúp bạn nhặt được 59 xu nha các bạn ơi. Và đã đến với cửa thứ 31, tức là mới chỉ được 1/3 quãng đường thôi. Quá kém. Quá gà. Không được, mình phải làm lại các bạn ạ. Mong lần này sẽ có đồng đội. Đồng đội thì vui hơn. Này, có một anh ấy còn mặc đồ của Naruto đấy các bạn. Đấy, chìa khóa này lấy đi, mở cửa đi các bạn. Chắc là các bạn đấy lần đầu tiên. Rồi các bạn gà thế này, thế mình lại phải dẫn đoàn à, đi ra mình nào bạn ơi. Hình như nó có đi đâu. À, nó đi, có đi, nó đi, có đi. Đi cùng mình nào. Đồng đội tạ thế nhở. Nhìn thấy mập thì kia là biết tạ rồi các bạn. Đấy, một phát đi cái cửa số 4 luôn. Quá đỉnh. Đi. Đứng đấy quái vật bên bây giờ. Rồi, cửa số 5 luôn. Thế rồi, cứ tưởng đồng đội giúp mình, hóa ra mình đi mở cửa cho đồng đội. Còn có 3 đứa ở đây vậy. Không, 4 đứa. Đi xuống dưới này đi. Đi xuống dưới đó. Các bạn ơi. Đi nhanh lên, chậm tí giờ. Tối quá, các bạn kia không biết có mua bật lửa không? Đi tìm cái đường đi. Đây. Có cần gạt này, kéo xuống. Đi đây, cửa đây.
Ok. Rồi đấy. Tiếp Rồi tục, đấy. tiếp tục. Tóm lại Bê Quỳ Thành vẫn gánh cong lưng. Gánh cong lưng các bạn. Rồi cửa 10, cửa 10 rồi. Cửa 10 luôn rồi, chạy phát 10 cửa luôn. Đỉnh thật sự. Cửa 11 trước mặt luôn. 11 kia, 11 kia. Tìm tiền đi. Cho bạn kia mở. Mình sẽ tìm vài cái item nó giúp mình. Mình sẽ tìm cả tiền nữa. Hình như cái bạn Naruto kia không cần tiền. Bạn ấy cứ chạy phăng 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 phăng. Từ từ. Quái vật đến. Ui trời ơi. Hai đứa kia chắc chết rồi ấy. Còn một cái đầu nữa. Rồi xong các bạn luôn. Bạn phải nghe ngóng vào. Từ từ anh dùng cái bật, anh dùng cái bật lửa đi soi. Soi cái gì? Đi ai cái kia có khóa kìa, phải đi tìm khóa nhớ chưa? Đây rồi rồi. Tìm khóa đi mọi người. Nhìn trên ghế các thứ á, cho mở mở cái đàn ra. Bật lửa, thêm một cái bật lửa. Không lấy được, mình đã có chìa khóa đây rồi. Ui. Gáy cong lưng. Đi nhanh lên, nhanh lên. Thế là chỉ còn hai người sống à? Chắc thế, còn mỗi hai người thôi các bạn ạ. Ồ. Thì đồng đội không gánh được mình nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ hướng đến mục tiêu là chúng ta sẽ đi nhanh qua các cánh cửa nhá. Không lụm đồ nhiều, mình chỉ cần tìm được chìa khóa là mình đi luôn. Ừ. Đấy. 18 rồi. Bạn kia vẫn đi lụm đồ đấy. Chắc anh phải đi đợi đợi bạn ấy nữa chứ. Ok. 20 luôn rồi. Quá đỉnh, lần này đi nhanh hơn hẳn. Nhanh lên. Bật lửa. Nghe tiếng động lạ là phải trốn ngay các bạn ạ. Xuống dưới luôn. Đi, đâu rồi, bạn kia đâu thế? Bạn kia đâu ấy hả? Anh chỉ đợi bạn kia với, bạn kia cho đang lụm xu đó. Rồi, giờ đây có lụm xu rồi, thôi anh kệ, anh đi một mình. Có quay lại tìm bạn không? Nó đến rồi. Bạn kia còn sống hay đã chết toi rồi? Chắc chết toi rồi các bạn. Rồi, chơi 4 người và cảm giác vẫn phải chơi một mình á. Nhanh ghê, bây giờ đã là 26 rồi. Ui, trốn đi Thành ơi, trốn đi. Không, nó vẫn sống các bạn ạ. Thần kỳ thực sự, nó sống được. Vẫn sống rồi. Đấy, nó speed đấy. Đấy. Ê. Còn đấy nó speed là mình với thì nhanh quá. Đây, nó đang đợi đấy. Đây. Đấy đồng đội nó phải như thế. Đúng các bạn rồi. Đi. Okay. Qua luôn. Bạn này có vẻ là có kinh nghiệm chơi trò này rồi đấy. Đúng rồi, có chí là có kinh nghiệm, có biết chơi. Chứ mấy bạn kia vào chết nhăn răng à? Chạy qua luôn. Gì trốn à? Hey, nó. Nó trốn. Ui. Đấy. Đi chết luôn các bạn ơi. Thấy đèn chớp chớp phát là mình phải ấy luôn. Ừ. Không, cửa này là cửa không mở được. Đây. Đây. Đồng đội. Gọi nhau. Gọi nhau chứ. Đi đâu đây? Đây. Đây. Đi ra đây, mở rồi. Đấy, ok. Tạ quá. Bạn đang tìm. Rồi ôi, gánh cong lưng. Rồi, đi xuống. 35 rồi. Cố lên. Đi, qua phòng này. Xuống đây tìm cái cần gạt để chúng ta mở cái cửa bên trên. Đây là cái hầm rượu đúng không? Đây, rồi, ok. Lên, quay trở ra, lên. Bạn này đúng như kiểu chạy theo bên Thành. Ôi, gánh cong lưng các bạn. Đi. Ok. Đấy. Thẳng tiến đến cánh cửa số 37. Ui, còn mắt đi các bạn đấy. Còn pissy đây à? Không. Em nghe thấy tiếng con pissy đấy. Đấy, đèn nháy rồi. Đèn nháy rồi. Chuẩn bị trốn. Cái gì đấy? Gì đấy? Nhìn xem nó có chuyện gì. Ui, nhiều con mắt này các bạn ơi. Nó sợ quá, con mắt trên tường kìa. Ồ.
Pixi sắp đến rồi. Nó trên đầu ạ, nó trên đầu ạ. À không phải cái đèn à? Ui, con Pixi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cái gì đây? À, con ma một mắt. Quái vật một mắt. Oh no. Ôi, mình phải chạy, phải chạy. Chạy, phải chạy, phải chạy. Chui, 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 chui. Chạy lên bạn ơi, cố lên. Cố lên, gì đây? Mê cung à? Đây, 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 đây. Ui, chạy lên, chạy lên. Ui. Ê. Bạn kia đâu? Ui, những cái tay, cẩn thận những cái tay. Ui, anh bị đạp, anh bị tát vào mặt đúng không? Bạn kia đâu rồi? Ai, ui, xuất sắc hai chúng ta. Đổi tranh. Khổ quá các bạn ơi. À, bạn này biết chơi, bạn này biết đổi tranh kìa. Biết đổi tranh. Ừ. Ok. Đây, bên này. Bên kia, bên trên. Rồi, đi. Cánh cửa số 46 thôi. Quên lúc nãy không dùng thuốc tăng lực các bạn ạ. Hả? Anh mua nhiều thuốc tăng lực mà nhân 3 luôn á. Bây giờ mình sẽ đi qua cửa luôn. Không, cửa này cụt rồi. Đấy. Đi nhanh lên. Ôi sao đứng hình vậy? À đây rồi. Ok. Ui. 49. Mở đi. Wow, cánh cửa số 50 các bạn ơi. Đúng là cánh cửa ở giữa nên là nó khác. Ôi, con này không có mắt, nó chỉ có mồm thôi Thành ơi. Phải làm sao? Nghe. À, mình làm gì? Gì đấy? Nghe nói là bây giờ mình phải đi tìm mật mã ở trong cái khu thư viện này. Và con này nó không nhìn được nhưng mà nó sẽ nghe rất là thính. Mật mã? Em để ý những cái quyển sách trên này cho anh nhá. Người ta có cho mình dấu hiệu gì để nhìn thấy quyển sách đấy không? Đây, ví dụ như quyển này này. Rồi. 7 nha. Có phải là chỗ ông ánh thì gợi ý cho mình không? Đúng rồi. Đấy, ở dưới kia có chỗ phát ra cái ông ánh kìa. Đây, chỗ nó đứng ấy, thấy không? Ui, nó cứ đi dạng háng đấy. Không, bây giờ cần phải có một đứa dụ nó. Dụ sao được? Tạo ra tiếng động, chạy bì. Từ từ kiếm mật mã đã. Đây, quyển sách xanh. Ờ. Cái X này bằng 5. Nhưng mà có phải tìm mấy số? Ui, nó đứng kia luôn. Từ từ đã, hình như là mình phải kiếm khoảng 5-6 số gì đấy. Ừ. Nên phải 5-6 quyển. Để anh sang cái chỗ sáng sáng kia xem nó có cái gì. Ừ. Đấy đây này. À, có ý hả? Đúng rồi, đây. Cách gợi ý để sử dụng mật mã đây. Ừ. Đây. Cái ô kia là những con số này. Xong một tí mình ghép cái này xuống. Ừ. Rồi đi tìm những con số đi. Cất gợi ý đi. Xin vĩnh biệt. Anh chưa quen cái này, hình như là chúng ta phải bấm đúng cái nhịp tim của nó. Bạn đã bị chết bởi con figure trong khi đang trốn. Bạn phải điều khiển nhịp thở của bạn. Đúng rồi, mình mà thở mạnh nó cũng vẫn biết là mình đang ở đấy và nó giết mình luôn. Rồi xem bạn này nào. Ôi bạn này cũng bị đồ ăn hại. Bạn này cũng bị ăn luôn. Bạn này không thật. Rồi ok, bây giờ mình chúng ta lại kiếm lại một lần nữa. Hy vọng là này mình có thể vượt qua được cái ải 50. Rồi, cơ hội tiếp theo. Chúng ta lại bắt đầu lại với một lượt chơi mới. Và lần này có một bạn Creeper trong Minecraft. Nhìn hơi chuối các bạn ạ. Ok. Hy vọng là các bạn này biết chơi các bạn. Trời ơi, hồi đi luôn quá. Đi luôn đi. Đây mọi người. Một phát lên cánh cửa số 3 luôn.
Amos. Trời ơi. Bạn chết vì ai đó đã gọi bạn Amos. Oh my god. Chưa kịp làm gì, chết luôn à. Quá khổ. Các bạn thấy gì không? Một tí chết luôn ấy. Ừ, kiểu sống sót được một tí chết luôn ấy. Sợ thật đấy. Đấy, đấy chính là cái con rớt đấy. Đấy. Mình vừa mới chơi lại và đi đến cánh cửa số 10 rồi. Vừa đã bị hù. Sợ đấy. Kinh quá. Lại tìm chìa khóa. Không biết là có đồng đội không. Mấy đứa đồng đội của mình toàn được phế. Ở đây đi chung vào đêm gì, chia ra mà tìm. Trốn, trốn, nó không trốn theo. Nó không trốn theo vào gầm giường. ra đi. Trốn gì, trốn lại. Mình ấn nhầm thôi. Nó không trốn theo. Chết mất thôi. Nó hốt quá các bạn ơi. Ấn nhầm. Khổ. Đồng đội cổng cảnh thế này làm sao mà thắng được. Đây rồi, chìa khóa đây. Đi đi bạn ơi, chìa khóa. Đây, chìa khóa đây nhá. Ôi giời, cái thằng kia nó lại vào tìm. Đây, đi. Đấy, mở luôn. Mở luôn. Giời ơi. Đi lên, nhanh lên. Khổ quá. Tất trận nào cảm giác mình đang gánh mọi người đi. À, phải chui qua cái đường ống này các bạn ơi, ống thông gió. Bay à. Rồi. Đồng đội đâu rồi? Đồng đội. Đồng đội không đồng thấy đội. Đâu luôn, đồng đội đi lạc rồi các bạn. Đồng đội. Đồng đội tấu à. Ôi sao, nó đến rồi. Nó đến à. Cứ để nhấp nháy là nó đến. Đấy, 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 nó đấy. Ui. Không phải nó. Nếu nó là nó đi xẹt qua. Gì đây? Ô có. Trong cái đấy gì? có con mắt, mình không được nhìn vào cái con đấy. À. Ồ, con mắt nó sẽ phát ra cái ánh sáng màu tím hồng này các bạn ơi. Đó, mình không nhìn vào nó là mình không bị làm sao đấy các bạn, chứ mình nhìn vào nó là mình mất máu đó. Tối thui lùi luôn. Đây, cái cửa này bị chặn này, bây giờ chúng ta phải đi tìm cái cần gạt. Sao không bật đèn lên? Ờ nhỉ, có đèn. Ờ kìa. Vừa bật đèn lên thì tìm thấy. Ok. Đâu người bạn của mình đâu? Mất tích rồi. Người bạn mất tích rồi à? Ừ. Rồi xong lại cái khu rộng này, khó chịu thật đấy. Mình lại phải đi tìm chìa khóa các bạn. Mong là sẽ tìm được ngay một chiếc chìa khóa. Đồng đội hơi mệt các bạn ạ. Đồng đội đấy mình nghĩ còn đồng hành cùng mình thì anh ấy cũng không làm được gì. Khổ quá, chơi kiểu đúng như kiểu chơi một không mình á. Không tìm ngăn kéo đối diện à? Tìm hết chứ. Đây này, được ăn kéo ấy. Chưa chỗ trước cửa ra vào ấy. Cuối cùng đồng đội cũng chết hết các bạn ạ. Chắc là bạn ấy chết rồi. Bị chết rồi, bị chết lúc cái con kia nó chạy qua rồi. Bạn ấy không biết chơi đó. Qua tìm đồng đội cuối cùng là mình kiểu vẫn bị chơi một mình các bạn. Đây, chìa khóa đây rồi. Ok. Rồi, một không, mình không quá lâu. Một mình không biết đi được đến tới màn bao nhiêu nữa. Chắc là đi đến tới màn 100. Cố lên nhá, màn 22 rồi. Ừ. Đấy, con mắt. Rồi. Đấy, mình không nhìn nó là mình không bị mất máu. Còn mình mà nhìn nó là càng nhìn càng bị chết. Ừ, chết dần. Cái gì đấy? Nghe tiếng thì ghê ghê. Thế nên anh mới chạy đây. 1/4 quãng đường. Rồi. Anh phải trốn không? Trốn đi chứ nó đến đây này. Nó. Ây, con rút. À con rớt. Đúng rồi. Cái gì không các bạn? Quá đáng sợ luôn. Đi đường này đúng không ta? À đúng rồi. Đúng rồi các bạn ơi. Cứ tưởng mình đi ngược lại.
quá. Đây cửa đây rồi. Thôi xong, lại gì nữa đây? Những con mắt khác. Ui lại chìa khóa. Tìm cái chìa khóa. Ngăn cuối cùng. Đó. Đây rồi, chìa khóa đây rồi các bạn ơi. Ô không bảo anh Thành không có mở bỏ qua mất các bạn. Những con mắt trên tường. Sắp đến quái vật con mắt đấy. Cái gì đây? Mình lại đảo tranh. Đúng rồi, bây giờ để lại cái môn thể thao đảo tranh này. Đây là hình vuông ạ? Hình dài à? Cầu dục. Đây, ok. Ui, ai gọi đấy? Sợ quá đi. Ui, nó à? Trốn đi. Trốn đi đâu bây giờ? Ở đây là hay có cái bật lửa. Không, đây là thuốc. Đây, nó cho mình lọ thuốc các bạn. Mình bấm máy đánh chữ nó ra gì? Không ra cái gì. Đây, đi ra các bạn ơi. Đây, đây, lọ thuốc này. Uống đi để đi cho nhanh. Từ từ gặp quái vật thì mình mới uống chứ. Ồ. Đây này, nó đây này, đây. Uống đi. Anh chắc không cần uống đâu các bạn ạ. Quái vật một mắt, oh my god, ui. Đồng đội à? Đồng đội hay là mình ấy? Mình à. Chạy đi, đừng nhầm đường. Ôi, giời ơi. Ai? Kìa. Cây tươi nhờ. Uống thuốc xong chạy nhanh quá. Không kịp được. Đâm mặt vào mắt vào. Thôi các bạn ơi, chắc là mình không chơi nữa đâu. Và hy vọng là ngày mai mình sẽ chơi lại game này và mình vượt qua được 100 cái cánh cửa. Okay. Hôm nay cao nhất mình vượt được tới 50 cái cánh cửa được một nửa các bạn ạ. Đúng rồi. Đấy, thôi. Chào các bạn nha. Nó cũng khá là dài rồi, nên là hẹn gặp lại các bạn video sau. Hoặc là mình sẽ stream vào một buổi và chúng ta cùng cố gắng phá đảo được 100 cánh cửa này. Còn bây giờ, okay. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn video lần sau. Trời ơi, các bạn vừa được bao nhiêu cánh cửa rồi, bình luận dưới nhá.